chào cả nhà. Trong rất nhiều video vừa qua thì mình có giới thiệu tới các bạn về một thông tin, đó là khi các bạn chọn mua sản phẩm tại chương trình audio thì các bạn có thể trải nghiệm sản phẩm tại không gian thực tế. Vậy thì không gian thực tế đó như thế nào? Thì ngay hôm nay các bạn hãy cùng theo mình thì cùng khám phá và chúng ta sẽ cùng test thử một hệ thống âm thanh nhé. Ok, ngay bây giờ các bạn hãy đi theo mình nhé. Em chào anh ạ. Xin chào các bạn, mình xin giới thiệu, đây là anh Minh của chương trình audio và anh ấy đang tiến hành lắp đặt một hệ thống âm thanh. Và anh Minh ơi, hôm nay là anh đang lắp đặt cái hệ thống âm thanh gì đó? Hôm nay thì anh lắp hệ thống âm thanh của bên Yamaha. Thì hệ thống bao gồm có một bàn trộn mixer, bàn trộn MGP 16X 16 đường được sản xuất tại Indonesia, cùng với cả loa và loa dòng Club V, cùng với âm ly dòng PX là âm ly kỹ thuật số. Thì bây giờ anh đang trong quá trình lắp, nếu mà em có hứng thú thì mời em cùng làm với anh. Dạ vâng ạ. Nhá. Vâng ạ, hôm nay là em cũng muốn là cho mọi người thấy rằng là chúng ta sẽ lắp đặt một cái hệ thống âm thanh như thế nào, và lát nữa thì anh em mình có thể test thử cái hoạt động của các thiết bị này cũng như là cái âm thanh thực tế mà chúng ta sẽ nghe được như thế nào, đúng okay, không anh? Ok, được. Vâng ạ. Thế này việc này đơn giản thôi, bởi vì cái hệ thống này thì nó bao gồm có mixer này, ampli và loa. Ở đây thì vì mình dùng âm ly kỹ thuật số nên mình sẽ không cần thiết phải có những cái bộ điều chỉnh âm thanh, bộ quản lý âm thanh nó phức tạp nữa. Nên hệ thống này thì nó rất đơn giản và cơ động. Cái mục đích mà khi mà người ta mua cái hệ thống này về để làm sao người ta có thể biểu diễn được cơ động ở ngoài trời, ở trong nhà hay các sự kiện, mang đi mang lại nó rất cơ động, và kèm với cả một cái bàn trộn với nhiều đường line như thế này thì hoàn toàn có thể đáp ứng được những cái hội thảo lớn, sử dụng nhiều micro hay là một ban nhạc chơi ở trong một cái event. Dạ. Mọi người hoàn toàn có thể kiểm soát được nó một cách rất dễ dàng, cũng như là khối lượng thiết bị mình mang đi hoàn toàn là không nhiều và lắp đặt rất dễ dàng. Dạ. Thế bây giờ anh sẽ làm thử cho em nhé. Dạ vâng ạ, ở đây em thấy có rất là nhiều những cái line và những cái đầu vào như thế này, thì anh có thể thực hiện để cho mọi người thấy là okay. Cái việc lắp đặt rồi, nó bây giờ anh, không vì khó anh khăn đang ở trong quá trình lắp dở thì em sẽ xem anh lắp luôn. Dạ vâng ạ. Cái đường này là dành cho loa xúc này. Lép là dành cho loa bên trái, loa full range bên trái, loa toàn giải. Right là cho loa toàn giải bên phải. Ở đây thì anh tách riêng ra. Mỗi loại loa sẽ bằng một cái đường dây riêng biệt để mình có thể quản lý được từng chiếc loa một. Chứ mình không thể là không, nghĩa là mình không làm cho cái tổng, kéo tổng là nó mất tất. Mình sẽ quản lý từng cái loa một to nhỏ, từng cái một. Đây, mình sẽ cầm tiếp đến micro. Đây, sử dụng hai cây micro loại rất bình thường thôi. Cái bàn trộn này thì nó có cái đặc điểm là cái tiếng nó rất dễ làm, nên là nó sẽ phù hợp với rất nhiều, gần hầu như là các loại micro, từ rẻ tiền đến đắt tiền thì chúng ta đều có thể xử lý được nó. Còn cái bàn trộn này, bây giờ đi tiếp đến đây thì anh sẽ tiếp tục xử lý cái loại. Sẽ lắp vào cái loa bên nào trước ạ? Bây giờ sẽ lắp. Đây này thì loa, đây là loa Yamaha Club V, model là C115V. Dạ. Cái loa này là loa bass, gọi là loa bass 40. Thì với cái củ của bass nó là 15 inch, được sản xuất tại Mỹ, vỏ gỗ sơn sần, jack kết nối, ở đây là jack tức công là chuẩn NL4. Đấy, và các jack được song song. Ngoài ra thì loa cũng sẽ có thêm một cái, có thể quay cái này ra đây cho mọi người nhìn được không anh? Được. Tức là ở đây mình có cái cổng đầu vào đúng không ạ? Đúng rồi, các cổng đầu vào của nó đây. Thì cái cổng đầu vào này nó sử dụng cho cái jack này. Đây là jack NL4. Anh có thể hướng dẫn mọi người là mình cắm cái jack này như thế nào luôn được không anh? Đây, ok. Thì cái jack này thì nó cắm khá đơn giản. Mọi người chỉ để ý là cái jack này nó có hai cái chấu, một chấu to, một chấu bé. Nó sẽ khớp với cả cái khe to và khe bé ở trên này. Khi mình cắm thẳng. Thiết kế rất là thông minh đúng không anh? Đúng rồi. Nó sẽ làm cho cái việc cắm của em nó chắc chắn. Sau khi em cắm vào đây, xoay một nửa vòng bên phải. Thế là nó vào em sẽ không giật thời gian. Dạ vâng, để tránh cái trường hợp mà chúng ta nhỡ mà quăng vào cái dây này thì đúng rồi, nó không bị sút ra. Đúng không ạ? Đúng rồi. Ở dưới nó là cái loa siêu trầm C118, CVK118V. Đây là một cái gọi là bộ đôi. Bộ đôi đi với nhau. Cái này thì có thể sử dụng cho trong cái hội trường nhỏ, chừng bằng anh nghĩ là nó thường nó sẽ rơi vào khoảng chừng từ 50 đến 100 mét vuông, thì
với dàn loa này là hoàn toàn đủ. Dạ vâng ạ. Đó. Thì tiếp theo thì ở đây anh có cái loa là cái ống tăng âm số của Yamaha. Đây mình sẽ khởi động lên. Cái tăng âm này thì nó có một cái điểm đặc biệt là nó có bộ xử lý kỹ thuật số ở trong này với các cái chức năng như là PAQ, crossover, delay, limiter. Và cái điểm đặc biệt nhất anh có thể thấy ở đây là nó sẽ có những cái cài đặt sẵn cho từng cái cấu hình một, có thể là full tức là hai cái loa full range, hai kênh, mỗi kênh một loa full range, hoặc sub tức là hai mỗi kênh chạy một cái loa sub, hoặc là full sub tức là một kênh chạy loa full, một kênh chạy loa sub. Đó rất là tiện lợi, đúng không? Đúng rồi. Thế thì ở đây nó cũng có sẵn cái cài đặt, em thấy là Club V, tức là nó sẽ gắn đúng cho cái loa này với tất cả các cái thông số đã được cài đặt của nhà sản xuất. Thì đây là cái điểm rất lợi thế của Yamaha trong cái việc này, bởi vì khi để mà em đến từng môi trường khác nhau và em cài đặt được cái loa cho nó thật sự là đúng với môi trường thì nó khá là mất thời gian. Thế là ở đây thì nhà sản xuất người ta đã cho sẵn các loại âm thanh và các loại preset sẵn rồi. Đây là gọi là các preset. Đó. Preset đúng không? Rồi vâng. Thì mình chỉ cần kích hoạt cái preset đó, chọn đúng model loa, apply vào, rồi execute. Thế là xong. Công việc còn lại là vặn cục đẩy lên. Cái cam ly này lên. Sau khi đấu nối xong, cắm điện xong rồi thì chúng ta quay lại trở lại cái bàn. Em thấy là những cái thao tác của anh thực sự là nó không cồng kềnh, nó không phức tạp như là mọi người nghĩ, đúng không anh? Đúng rồi. Người nghĩ là nó nhiều nốt rồi nhiều những cái công tắc thì mình rất là khó để điều chỉnh và lắp đặt, đúng không? Nhưng mà em với em là con gái, em quan sát thì em cũng thấy là nó không phức tạp như mọi người nghĩ. Nó rất dễ dàng. Thì bây giờ để mà hệ thống của mình có thể hoạt động được thì trước hết là mình phải kiểm tra cái tín hiệu đầu vào của nó đã. Dạ vâng. Đây sẽ có một cái cây micro. Sẽ kiểm tra cái tín hiệu đầu vào của micro này trước, xem là nó đang to hay nó bé hay nó như thế nào. Rồi để kiểm tra được tín hiệu đầu vào thì mình sẽ kích hoạt cái, anh sẽ nói thử vào đây và nhìn thấy ở đây có cái đèn signal nó phát sáng, tức là tín hiệu của kênh này. Rồi anh sẽ kiểm tra nó bằng cách sử dụng nút PFL. Lô 1, 2, 3, 4. Lô 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, lô. Rồi là xong. Và sau khi tiếng âm mình lên tiếng thì mình sẽ căn chỉnh cái phần EQ này sau. Bây giờ thì mình có thể lên tiếng được ngay. Alo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo 1, 2, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Alo. Em thấy chất lượng âm thanh rất là ổn, nghe rất là trong anh ạ. Rồi, đúng rồi. Vâng. Thế thì bây giờ mình sẽ thử một cái bản nhạc. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng test thử âm thanh trực tiếp của cái hệ thống Yamaha mà hôm nay mình sẽ có, đó là bộ mixer này, có ampli này, và có loa siêu trầm và loa toàn giải, đúng không anh? Đúng rồi. Vậy chúng ta sẽ có một cái hệ thống như thế và chúng ta sẽ cùng test thử cái âm thanh thực tế của nó như thế nào nhé. Em cảm ơn anh Minh rất là nhiều và hôm bây giờ thì chúng ta, anh em mình sẽ cùng test thử cái âm thanh này và để cho mọi người cùng xem là... Sẽ cắm cái đắp nhạc vào đây. Vâng ạ. Rồi, ok. Thử luôn. Khởi động kênh và... Rằng nơi em đã từ lâu có cảm xúc lạ mỗi khi anh kề bên được nghe nói đời. Mình đã biết nhau từ lâu nên em chẳng nói ra hết những lời này, sợ anh đi mất. Okay. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng test thử cái âm thanh thực tế tại phòng thử của TCA, đúng không anh? Và để mà đánh giá về một cái hệ thống Yamaha này thì anh có một cái từ nào để mà mình đánh giá chung về cái hệ thống này được không anh? Để đánh giá chung thì anh thấy ở đây rồi, nó là một cái sự tiện lợi và phù hợp với rất nhiều yêu cầu, rất nhiều nhu cầu khác nhau của những đơn vị, những cá nhân mà muốn sử dụng hệ thống âm thanh. Vừa có chất lượng cao mà lại có
mà lại cần cái sự tiện lợi và sự gọn gàng. À, còn về phần kinh phí thì vui lòng liên hệ với Trung Chính Audio để dạ được biết về kinh phí của hệ thống này. Dạ vâng. Rồi, em theo thì em anh chỉ bật mí nó là rất là túi tiền. Dạ vâng. Đấy là một cái lời tức là gây tò mò cho mọi người đúng không anh? Đúng rồi. Em thấy là em theo em được trải nghiệm thì em thấy là cái hệ thống nó mang từ cái hệ thống nhưng mà nó lại không phức tạp như chúng ta nghĩ đúng không anh? Đúng rồi. Và cái không gian ở đây thì thực sự là rất là lý tưởng để cho chúng ta test thử âm thanh từ những cái loa siêu trầm cho đến những cái thiết bị như là mixer hay là âm ly đúng không anh? Và như các bạn có thể thấy thì hôm nay mình và anh Minh đã cùng thử một cái hệ thống của Yamaha và test thử cái âm thanh thực tế ở đây. Và các bạn nếu như mà có lăn tăn về một cái thiết bị nào và đang mong muốn có một cái thiết bị âm thanh cho gia đình mình hoặc cho cơ quan mình thì các bạn có thể liên hệ với Trung Chính Audio và tới các cơ sở và các showroom để được test thử cái âm thanh và được những người có kỹ thuật chuyên môn như anh Minh hướng dẫn tỉ mỉ và chi tiết để khiến cho chúng ta cảm thấy là những cái thiết bị số trông có vẻ cồng kềnh như thế này nhưng mà nó hóa ra nó cũng rất là thú vị và không phức tạp như chúng ta nghĩ. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé. Cảm ơn anh Minh rất là nhiều ạ. Dạ. Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.